Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin 4 sự thật đằng sau quyết định 613. Ngày 16 tháng 7, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận những sự thật đằng sau quyết định 613 phân công Bộ trưởng Lương Tam Quang làm kinh tế của blogger Trần Hiếu Chân. Theo tác giả, đế chế Tô Lâm không phải bây giờ mới hình thành, nhưng với tốc độ suy sụp về sức khỏe của Tổng Bí thư, tân Chủ tịch nước đã chủ động tăng tốc một số công tác chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 sắp tới và cho cả Đại hội 14 sang năm nữa. Nhờ đó, những sự thật được che giấu sau quyết định số 613 quyết định Thủ tướng đã hé lộ. Hình ảnh bài trên AFA. Tác giả cho rằng có những sự thật mà đảng và nhà nước này đã giấu nhẹm, còn truyền thông quốc doanh thì mù lòa, không biết ất giáp gì. Mà có biết thì chắc gì đã được trưng lên mặt báo. Tác giả cho biết, đằng sau quyết định số 613 quyết định Thủ tướng về việc phân công Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thay mặt chính phủ chủ trì làm việc với hai địa phương, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, có bốn sự thật bị che giấu. Thứ nhất, đó là việc phải vô hiệu hóa đòn trấn yểm tại công trình Bắc Hưng Hải. Công trình này do Trung Quốc cố vấn nhằm mục đích tưới tiêu cấp nước và phòng chống lũ lụt cho một vùng rộng lớn bao gồm các tỉnh như Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương. Trên thực tế, tác giả nhận xét việc xẻ đôi một vùng đồng bằng phì nhiêu đã dẫn đến những lợi bất cập hại, đó là đòn trấn yểm nguy hiểm. Đến nay, thật đau xót khi dòng kênh đã bị ô nhiễm nặng nề. Nếu không có cách gì để chữa lành, thì Bắc Hưng Hải đang trở thành phế tích. Tại một hội nghị ở Hưng Yên chiều ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Chính đã kêu gọi phải xây dựng Hưng Yên thành kỳ tích sông Hồng. Từ phế tích Bắc Hưng Hải, chưa rõ Bộ trưởng Quang có phép lạ nào để hiện thực hóa điều này. Hình ảnh Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Sự thật thứ hai, Phạm Minh Chính đang toa rập với Tô Lâm, dùng Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang để bảo kê lãnh đạo tỉnh nhà trong việc làm đầu mối cho các công trình của tập đoàn Vingroup. Tác giả đề cập đến việc tập đoàn Vingroup của Phạm Nhật Vượng đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư tại Hưng Yên, tập trung vào các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp và dịch vụ. Khu đô thị Vinhome Ocean Park 2 The Empire là một trong những công trình nổi bật. Đây là dự án khu đô thị lớn nằm tại huyện Văn Giang, là huyện nhà của Tô Lâm. Bị buộc phải chấp cánh cho đối thủ, cho thấy Thủ tướng Chính đang ở thế bị động trong cuộc cờ người. Sự thật thứ ba, quyết định 613 thực chất là một thao tác tráng men của đảng và nhà nước để Lương Tam Quang có thể trở thành phó thủ tướng thường trực trong tương lai gần. Sự thật thứ tư, đó là Lương Tam Quang có trách nhiệm phải tảo thanh cánh Đà Nẵng trên mọi phương diện, phải dọn sạch tất cả những đống rác cũ mà Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Bá Thanh là các ông vua một thời ở thành phố được tụng ca là đáng sống để lại. Hình ảnh ông Trùm Tô Lâm. Tác giả bình luận, hiển nhiên là mấy ông trời con này của đảng đã tan tành xác pháo, kể cả các thế tử của mỗi vị là Nguyễn Xuân Anh và Nguyễn Bá Cảnh đều suýt toi mạng, phải bỏ của chạy lấy người theo đúng nghĩa đen. Nhưng ai dám đảm bảo các chân rết của Văn Chi và Bá Thanh đã được nhổ hết tận gốc. Tác giả dẫn tin nội bộ, theo đó tiểu ban nhân sự Đại hội 14 không muốn thấy bất cứ một ủy viên Bộ Chính trị nào từ Đà Nẵng. Hoàn thành cuộc tảo thanh tại nơi đầu sóng ngọn gió ấy, công đoạn tráng men của Bộ trưởng Lương Tam Quang càng đáng đồng tiền bát gạo. Nhìn vào quyết định 613, tác giả cho hay, có chuyên gia đã bình luận, vậy là Bộ trưởng Công an đã công khai điều hành chính phủ. Tác giả nhận định Tô Đại Tướng giờ đây đã là vua của nước Việt. Chỉ qua vài thao tác đơn giản, ông đã thể hiện chân mệnh đế vương của mình. Có điều cả vua lẫn tể tướng ép thuộc cấp làm những chuyện ngoài chuyên môn của mình, thì vị thượng thư ấy phải là người ngoài hành tinh. Nếu không khéo, Bộ trưởng Quang có thể trở thành nạn nhân của những đấu đá trên thượng tầng chính trị Ba Đình. Từ nay đến khi có đại hội đảng vào năm 2024 và cả sau này nữa, mong Bộ trưởng bảo trọng. Trùm ngành công an nhưng nhớ để phúc đức cho con cháu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin 4 sự thật đằng sau quyết định 613. Nhà hoạt động Ewin Badap được hoãn xử dẫn độ. Ngày 15 tháng 7, AFA tiếng Việt loan tin Thái Lan hoãn phiên tòa dẫn độ nhà hoạt động Ewin Badap. Theo đó, một tòa án ở Thái Lan hôm 15 tháng 7 đã lùi ngày xét xử dẫn độ đối với nhà hoạt động người Việt Ewin Badap. Trong phiên tòa có sự hiện diện của quan chức Việt Nam. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết ông Ewin Badap, đồng sáng lập tổ chức nhân quyền Người Thượng Vì Công Lý, bị cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt giữ ngày 11 tháng 6 về cáo buộc
lưu trú quá hạn sau nhiều năm xin tị nạn và chờ được định cư ở một nước thứ ba. Tòa án Thái Lan cũng xem xét khả năng cho phép dẫn độ ông về nước theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam. AFA dẫn lời bà Natasiri Bergman, luật sư bào chữa của ông Ewin, nói với các phóng viên bên ngoài tòa án rằng tòa không cho giới truyền thông tham gia vì tính chất an ninh quốc gia của phiên tòa, nhưng lại cho phép sự có mặt của một số quan chức Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi không có thời gian để chuẩn bị bảo vệ cho trường hợp này ngày hôm nay, một vụ án mang động cơ chính trị. Ông ấy là một người thuộc sắc tộc thiểu số đã bị tra tấn và sợ hãi nếu bị đưa trở lại Việt Nam. Chúng tôi sẽ chứng minh điều đó ở góc nhìn khác của câu chuyện. Thái Lan phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế vì ông ấy là người xin tị nạn được bảo vệ theo quy định của Liên Hiệp Quốc, vị luật sư khẳng định. Hình ảnh luật sư Natasiri Bergman bên ngoài trụ sở của Tòa án Hình sự Bangkok. Vị luật sư này cũng cho biết phiên tòa cáo buộc lưu trú quá hạn sẽ được tiến hành vào ngày 5 tháng 8 và phiên xử về trục xuất sẽ được tổ chức trong 2 ngày, 1 tháng 8 và 19 tháng 8. Thân chủ của bà sẽ vẫn bị giam ở nhà tù đặc biệt và không được bảo lãnh tại ngoại. AFA dẫn ý kiến của ông Phil Robertson, giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, viết trên mạng xã hội X 2 ngày trước phiên xử rằng trong mọi trường hợp, Thái Lan không nên cưỡng ép trả lại người tị nạn và nhà hoạt động người thượng Ewin Badap về Việt Nam, nơi ông sẽ phải đối mặt với việc bị bắt, bỏ tù và những điều tồi tệ hơn vì các hoạt động chính trị của mình. Ông ấy là người tị nạn và phải được bảo vệ. Theo AFA, Ewin Badap cùng vợ con đi sang Thái Lan từ năm 2018, với hoạt động chính là cùng tổ chức người thượng vì công lý chuyên báo cáo về vi phạm nhân quyền đối với người bản địa ở Tây Nguyên, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Ông Ewin Badap trong trang phục ED. Tuy vậy, vẫn theo AFA, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk hồi đầu năm đã kết án vắng mặt 10 năm tù giam đối với ông Ewin về tội danh khủng bố vì cho rằng ông có liên quan đến vụ nổ súng ở trụ sở của hai xã ở huyện Cư Quyên rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023. AFA cũng cho biết kể từ khi ông Ewin Badap bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ ngay sau cuộc phỏng vấn với Đại sứ quán Canada ở Bangkok về định cư, nhiều tổ chức và cá nhân đồng loạt lên tiếng kêu gọi chính phủ Thái Lan trả tự do cho ông và không trục xuất ông về Việt Nam theo yêu cầu của Hà Nội, nơi ông sẽ phải chịu tra tấn và tù đày dài hạn. Liên minh xã hội dân sự toàn cầu thậm chí còn đưa Thái Lan vào danh sách giám sát trong tháng 7 vì các vi phạm nhân quyền, trong đó có việc bắt giữ Ewin Badap theo yêu cầu của Việt Nam, mà tổ chức này cho rằng Thái Lan tham gia đàn áp xuyên biên giới. AFA cho biết thêm, trong nhiều năm gần đây, cảnh sát Thái Lan và an ninh Việt Nam thường hợp tác chặt chẽ. Năm 2019, blogger Trương Duy Nhất bị bắt cóc ở thủ đô Bangkok có sự nhúng tay của cảnh sát địa phương. Giữa tháng 4 năm 2023, YouTuber Đường Văn Thái cũng bị bắt cóc và đưa về Việt Nam. Hiện ông vẫn đang bị tạm giam để điều tra về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật Hình sự. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nhà hoạt động Ewin Badap được hoãn xử dẫn độ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d